Bây giờ là lúc để nói lời tạm biệt với bạn. Chúng tôi hy vọng bạn thưởng thức vị ngọt của chuyến phiêu lưu phát triển cây tài lộc. Xin nhớ rằng đây là các chỉ số tài chính cung cấp cho bạn các dữ liệu tài chính. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định ngay hoặc đầu tư vào trong một hoạt động hàng ngày, bạn cũng cần phải xem xét các dữ liệu phi tài chính khác như rủi ro, lợi nhuận, kinh tế, vân vân và quan điểm dài hạn. Và cũng xin lắng nghe trái tim của bạn luôn mang lại cho bạn những lời khuyên khôn ngoan, đáng ngạc nhiên. Hãy cùng nhau phát triển cây tài lộc của chúng ta và làm cho nó mạnh hơn. Tạm biệt.